nó Để muốn chỉ rồi. lộn. Ủa má. Con nhỏ kia nói xấu nhỏ này rồi tùm lum hết. Rồi nhỏ kia đăng bài lên chửi cái nhỏ kia, rồi cái nhỏ mà bé tít á, nó bà lóc nhỏ này. Lại đi trên đây nói xấu chú trước em làm lúc trước lúc mới ấy cũng bị có nhà chung mướn nét nói xấu ấy xong ấy kiểu sao mạng sau đấy nó bị anh biết con mà con này lâu lắm rồi chắc anh không nhớ đâu anh biết lúc trước con Amber Biết. không Amber ấy nhớ Ừ. đấy nhớ cái đợt ấy, anh còn chơi với nó Amber biết không biết biết rồi. là ấy là anh Nhỏ còn gì mà Vi luôn đúng không? Vi luôn đúng không? Phi ở Vân Anh chứ tên nó là Vân Anh chứ nhưng mà nó là tên tên đầy đủ nó là Amber mà đã Vâng, anh có chơi với nó không? em không biết là người chơi không nhưng mà, trước nó cũng làm lay đu nhưng mà nó hình như có đấy hình như có đấy Mèo ơi, giờ tôi thay cho mày nha. thay đi lâu quá mặt nhớ nó quá trời. Ok. Ở đây mấy đứa đây nó cũng muốn nghe chữ lộn. Đó chửi đó nói gì vậy tụi em thân thiết vậy chửi gì yêu thương nó không hết vậy. Tại nó lấy đu chấm cơm đụ má thả linh của mấy nữa. Ngu à chửi đó là điệt mẹ mày bị ngu à điệt mẹ giờ chấm nét mày còn chấm cơm ngu lòm tháng năm rồi còn hai con còn chấm cơm nữa thông Mày cảm mày đi quan trọng vậy là kiểu nhưng mà dạng bên dạng 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 người ta làm lớn bên người ta giờ về đây nó hơi cười bỡ ngỡ đây đã thuê ập ấy. vậy À, lấy like cho coi. mà thấy anh thuê cái nốt Từ. không Đây. À, ừ. đọc rồi nè. Gì ê để giả bộ em tắt ra nha xong tí nữa em vô không có thấy em không vô đít Đúng đúng đúng. Búp. Ôi bắn tao mày. Chiều Gì chiều thì có ấy da anh không im được ngay à, nó không im nhận ngay rồi kìa. thôi mà đang không mấy ba tôi đang tập ừ. có cho nghe giống cái đầu Ủa? Buồn thiêu đây là không được nghe mèo dữ lộn mà mèo mỏ nó chửi đụ má mày vãi con cặc hôm vừa anh có nghe anh có dù đó má buồn vậy có khi nào có thấy cầm nó đứa nào chắc comment nó thấy á, chắc nó thấy á. con lồ mẹ mẹ nó Biết vậy anh inbox riêng với tôi em rút mày. đâu rồi trên mà lấy đồ này thề luôn mà chưa bao giờ mà ghét ai luôn chỉ ghét mỗi con đĩ Nhảy xuống làm gì đồ mày? mày thôi mắt nó mòn đi bếp xét được mẹ nó hôm trước mà em đặt cho nó không được mẹ không nhập gì không tính tiền Giáp Nhỏ này Hà Nội hả? nó Hà Nội nhưng mà đợt đó nó ở Ừ. về quê với anh nó về đâu ở quê mẹ nó kiểu như thôn quê kiểu cạnh cạnh Hà Nội thôi chứ không phải Hà Nội hồi xưa là nó ở Hà Nội xong rồi nó về nghe nghe kể là mẹ nó bắt về quê về nhà kiểu nó kêu mà địa chỉ nhưng mà địa chỉ nó không có kiểu chính xác á chứ bị chứ nó mà chiều nay gặp em thẳng bay thẳng ra Hà Nội giả cho nó bỏ nó liền mở lộ Sao chó một nơi vậy một cái gì cách đây có một thề luôn đợt đó mà nó mà chiều gặp mèo ngoài Hà Nội chắc mèo cũng chịu khó đặt đặt vé máy bay ra đó để đợt 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 mới nào đợt mới nào luôn đua đấy đó đừng bắn đâu gì ơi trên Hà Nội mở luôn nè tầng 2
Chỗ này định vô mà nó mà nhận được vậy là thế là chị tiếc dạo này chị còn hay kích người ta xong cái mỏ chị đi bô Uh-huh. Busy. Còn Play hai đua gì mặt ạ? trái của sự thật. Ôi da. Sao ta Còn còn hai nhà em nha. Từ. Nó không form em hả? Em có cái da. lồn què vậy trời, bộ túi. Hai thằng. Đủ, Thế mày không lẽ tự sát không chứ? Mèo mèo xong đua phải không? xong rồi mới xong đua sáng giờ đua từ má 7-8 giờ sáng tới Bảy con cặp còn báo gì nói không nói bình thường mà đủ má vậy mày chửi em chứ tại vì đua em ngồi em mở phim không mà đấy nói tiêu à ở dưới nhà nè. Đồ mày không chết. Nó trâu thế. Ủa má nó nghe thiệt chứ. Nó Ủa dưới cái khe chị. Khe nhà nè. Nó đang chơi á. Mà nó chạy nè. Ôi đừng bơm đâu. Nó ra tường. Ui thằng này nó bắn ác. Thằng này nó bắn ác thế. Anh đó Ủa hả? má bắn quả rocket vậy mà có 7-3 máu rồi trời. Nó vô nó Nó không rocket bỏ dởm nó mà. vô nhà rồi. Để tính vô đây. Bắn cái phải nóc luôn chứ. Mày bắn cái gì? Ăn. À mày nó bắn ác Tạm chứ. xíu nữa rồi quá hay rồi. Mở đèn. À, trời ơi tự nhiên anh nhắc nó làm gì em dạo này em đang tu tâm dưỡng tính mẹ nó bắn hư mũ giáp luôn thằng này bắn ngát kìa à, hôm bữa anh có nghe anh có xem cái vụ mà cái con cái bà ấy cái bà mi e với lại ông thì ông em chửi nhau ơi. chửi nhau cái giờ từ tối đến 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 sáng luôn đi Đúng gì, tôi có gì đâu mà sao. không Trời mốt ơi. á mốt anh thuê nó xong mà anh nhờ nick của ai á nhờ nick của Má mấy bạn trong này mẹ nè con. hỏi thuê đúng không Chơi gì? Đấy đâu? Hay anh hay ví dụ anh Ê, được cái xong nhắn gọi alo mèo ơi mà em em nhảy vô liền thuê xem cỡ bà có nhận coi nó nhìn nè mày gửi tên á ai mời mèo đi ôi mở mày kìa hiểu chưa anh đưa cái link ở lộn cái link của bà để em thuê để xem bà có thôi nhận hay là tại vì ở bà trốn rồi nó chạy hình như là sẹt bé tiếp á bé tí thật mà sẽ bé tí đâu tiểu báo ca hả hay là nhân vật có hài Tôi của nhà rồi, để mới à, có tiếng súng gần đây này. à nhân vật mẹ mặt nó 80.000 để sao mình xoay cái quạt á chát thử đấy nhá thôi đấy rồi đủ má hai hàng lưng chị ơi trả lời đi tin nhắn kìa ơi chị trả lời nó đâu vậy bốn không mẹ trả nè nóc nè bỏ còn ăn ở đây nè chơi chấm ba em sợ hát luôn
ở trường chân lý đủ má mày vừa nghe phút rồi luôn. Ê mày ơi, yếu rồi mày ơi, trả lại rồi mày ơi. Trả lời thấy chưa, trả lời cúp luôn. Mấy mọi người vô game mà nó xong là mèo vẫn ở ngoài. Nó dạo này kiểu bức, kiểu từ lúc mà cập nhật xong cái vô game nó kiểu xong trận cái xong kiểu bị ta mà ra sảnh á, nó bị lâu á. Không biết sao luôn. Quay kỹ luôn. Trả lời rồi, không xem luôn. Dạ chắc không làm đua rồi, ọp rồi. À, thì vẫn đang định sẵn sàng. Nếu mà anh tiếp thì đua thì nó sẽ tự động chuyển qua là ấy chứ, tự động chuyển qua là alo anh nhà mà anh thủy đua là người yêu cầu xong rồi mới mở sẵn sàng thì nó trò chơi đua à. À, nó nhận người yêu cầu chứ, nếu mà bà ấy đúng rồi không nhận thì bà ấy đúng rồi nào không chỉnh lại thì nó đâu có ấy đâu, nó đâu có đang sẵn sàng đâu, nó chỉnh lại mà. Đúng rồi. Nhưng mà chơi đua à. Hay đợi mấy anh bục cho 24 giờ miễn phí sao không phải làm gì? Hay sao? Chê rồi. Chê 80 ngàn mà chê luôn à. Hỏi rồi. Đúng mà, ngày xưa trà sữa 50 ngàn còn chê 100 ngàn mới đủ mà. Bà giàu mấy má ơi. Còn má kia, má làm lê ơi, má đừng kêu chú quán má ơi. Kỹ thuật chút quán vậy cho. Ở đâu ơ, em thuê thôi mà, em làm gì đâu, em có chửi nhau với bà đấy đâu. Ôm em thuê cho bà, em kiểu là em ủng hộ bà đấy có tiền còn muốn gì nữa. Ờ, người ta thuê mà. Em thuê chút quán, em thuê ủng hộ. Còn mọi em người nhớ bạn, em nhớ bạn yêu của em quá trời. Bạn thân, nhảy em chỉ thuê thôi, còn cái vấn đề là ê, em đâu biết. Đúng 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 đúng. Thuê thôi chứ con lấy càng chọn tháng cái đâu mà sợ. Sao đồng thế. Đúng 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 đúng. Nó mới vậy chưa ăn gì luôn vậy. Trời ơi sáng giờ em ăn đúng mỗi tô bánh canh nè. Trời ơi ngủ gì nữa. Tối anh ăn, tối 3 giờ anh ăn đồ mày đông quá bên em hả? Một lòm luôn anh ơi. Gì em má phải ngồi ăn nửa cái thịt à? Cái gì phải ăn vậy? Trời ơi, trời có người vậy? Ở đó có người đấy. Đông lắm luôn á. Cốt rồi. Ôi, cái người nó không có súng nữa. Bỉ mẹ cái thằng lồn này. Có súng. Ủa anh? Mở bốn mình nhà em. Ôi, ngoài bờ tường. Đẹp con mẹ mày, chạy bắn à. Nha. Được rồi đó. Từ 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 từ, để đợi thôi qua. Ok. Yeah. Con đi đổi giờ được chưa? Dạ, đổi được rồi. Phơm thằng lồn đó. Thằng lồn rồi nè. Chết cũng phải phơm. Vô đây, vô đây. Ôi, ngồi sao? Ơi, đông. Đông lắm. Ok. Phơm kia chơi mèo. Chết rồi, kia nó chết rồi. Nó mới bị bắn. Má hai phía nó bắn. Ôi cái thịt mẹ đó. Má hai phía nó bắn. Đông mà. Hay là bây giờ nhá. Kiểu là em thuê bà ở không? Em nhận tin mà chắc vậy khi nghe bà trả lời sao giờ bà ăn thuê được nhá. Đúng rồi, bấm thuê thử. Xong rồi đây trả lời cái gì. Xem có trả lời xem có gì không. Bởi yêu cầu đi gì. Đừng bắn bút nữa mà bắn cái khác đi. Chơi cái gì khác đi, đừng có bút nữa. Tí nữa anh cho anh xin bé này mỗi đứa cái đánh giá. Nó để 5k, muốn làm đợi ly đua, quay lại cuộc đời của nó. Đời ghê vậy.
Cái gì Alo mà ạ? Dạ. Dạ chưa ạ? Là sao là ấy là sao ạ? Dạ. Ê, bấm đầu. Báo nữa. Nó anh ra ở đâu? Để ra xác cái tên nếu gì mình nó có vô đỡ thấy. Thấy nào nó chuẩn bị vô kêu Alice nè. Không không trả lời luôn anh ơi. Không trả lời vô ấy gì đâu. Tao biết á. Giờ nó nhạy cảm nó đếm nhận đua đâu, sợ con mèo chữ á. À, chứ có làm gì nó đâu mà sợ, nó chửi nó cũng chửi lại em mà chứ gì nó hiền gì đâu mà chị chơi chơi với ta chơi hoàn thành đi em hoàn thành đi chơi đầu trường chân lý chị có chơi đấu trường chân lý được không vào chơi vào cùng ý ông cái đánh giá gì ta em nào cũng ngu được em hôm nay mọi người lên đi cốt lên đi cốt hôm lên nay em đẹp lắm đây 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 tóc nhạc nha tóc nhạc tao biết nha tao biết nha à chưa đạt chưa rồi vậy em ra muốn đối trưởng lấy này cho mèo đây ê tí hoàng mèo vô không em cái không ngon rồi chuẩn bị em đi bây giờ rồi em chuẩn bị đi hả à giờ em 7 giờ chị mới chơi được á lại thật ấy thôi giờ quỷ đi để anh kêu đứa khác ấy nha thế là em kêu ổng vô ai dạ ai ai chơi với chị bà trương trận đi Yuki kìa ơi cô đó đang like kìa Yuki kìa cũng có người lại tới tóc chung bắn chung kìa. Quên. 4 tiếng. Yeah. Là 120k. Đủ rồi, tôi ăn ba lô là kia đâu. Được á, nhưng mà chị đang ăn tối chở. Anh em chơi trước một trận được không? 7 giờ chị mới chơi được á, 7 giờ chị mới chơi được á. Thôi quỷ đi. Vậy kêu bảo quỷ đi. Không, bé này quỷ được mà. Em cứ quỷ đua bình thường thôi. Trời ơi, bego. À, như là nó trừ cái tỷ lệ hoàn thành đúng không? Ừ. Ai? Không, em quỷ nó mới trừ. À. Rồi. Mà Minh Cúc luôn. Sao China mùa này mà? Sao China mùa này bắn gà thế? Anh thuê không nhận cái nam mùa này bị ngợp hay sao ấy sao nó có 108k là tại vì mình kết thúc sớm hay sao sao nó bị trừ thuế trừ phí mà phải 10% ấy cho em cái link đi em gửi lại cho nè ăn ác vậy tao ở cái ai của anh gửi ra chat box cho tụi nó đánh giá em mẹ luôn rồi. nào ấy hả lên hả đánh giá cần báo không chung à không có báo nè đó ngoài cái chung á cho nó xin cái đánh giá má tôi đéo ngờ nó chạy ra bạn đang chạy hẳn vô sếp bạn ơi cô bà mì nó lên lầu rồi nha nó lên lầu phơm mày ừ cô nó đoán hai mõm luôn á kìa sao móc nha không được chị ơi không được cơ 7 giờ lận thí dụ má bắn gớt cái mũ luôn, mũ găng luôn. Đâu chị? Kêu bây giờ.
yếu rồi à. Hết game con bé này đi rồi. Sao vậy? Nó không nhận đua hả? Sao vậy? Hết chưa hết giờ. Chưa hết giờ quỷ. Xong rồi, sao làm cuộc sống rồi. Tí nữa. Ủa sao vậy, nó không nhận đua hả? Đang ăn cơm, kêu đang ăn cơm, tí 7 giờ mới chơi được. Đủ nhanh mà, 7 giờ 15 phút, trời. Sao nó đông quá vậy? Mình chơi game chết mà. Nhưng mà em cứ sao rồi, em đang ôi, 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 ôi. Em đang là chết con mẹ đi. Rồi, chết mẹ rồi. Mẹ. Ba gì? Mẹ có súng à. Thiêu đi chị. Em đang đánh giá cho chị kia. Hai căn nhà mẹ có súng à. Trời ơi, thuê bạn ấy sao khó khăn vậy? Okay. Dạo này nghèo ít chơi lê đua lắm. Xin lỗi. Nó bụng quá. Nó chưa tắt cái cay à? Đang vừa ấy. Ấy chẳng chưa tắt cay luôn. Hơi xui. Vừa đánh giá cho ấy gì. Tỷ lệ hoàn thành đừng để 87 xuống 80% mà. Không ta. Là sao? Tỷ lệ hoàn thành gì anh? Trời ơi, hoàn thành cuốn con Di nè, nó còn có 87% mà. Nó có vậy? Từ chối một đứa. Đúng rồi, đứa luôn xong cái nó còn 87. Không sao, cái này cày lên nhanh mà. Giờ chỉ đua nào thì cũng hoàn thành thì cày nhanh mà. Ngày xưa em hủy đua nhiều nữa mà còn 8 mấy%, mà giờ em lên 9 mấy là biết rồi, lên lại 99 thì phải, lên lại 99% là biết rồi. Cái này nói chung là mấy đánh giá đầu lên lại nhanh lắm. Kiểu hoàn thành đua nhiều là ấy nhanh mà. Mời có 3-4 giờ mà lo gì. Ủa chết mẹ lộn. Địt mẹ. Vô lộn à. Hèn chi không có tiền thuê còn 500 đồng mà. Ai? Vậy. Má nhột nha. Ai? Ông nói ai? Nó bé gì nè. Chẳng cái gì nhột. Sao á. Tôi cũng xăm ngay ngược. Adam. Cha nó không xăm á. Trời, để xem vú rồi. Giống mình nè. Giống mình nè. Nhưng mà không đăng. Giống mình nè. Giống mình à. Mỗi mấy mọi người đánh gì anh, mình văn ngu chữ tốt. Ở lộn, văn ngu chữ cũng không tốt lắm. Chửi được thôi à. Ca là game nào cũng ngu. Muốn nghe chửi nhau mà cũng khó nữa. Có ai thể nào ra viết tiếng có dấu xong rồi copy qua bát qua cho tôi để tôi copy không? Lượm là biến à. Làm biến nở phải còn ok mà có đánh giá mà có xấu là do ổng á nha, không phải do tôi nha bà ơi. Tôi chỉ copy bát thôi nha. Trời ơi, có biết là má xin đánh giá của em cũng khó khăn lắm không? Em bất kỳ đánh giá ai lắm luôn không? Ý là... Cái nào mùa này ngợp. Xin năm đánh giá trở lên hot rồi mà. Mùa này bắn chết, tùm lum á. Bữa nó làm, xong anh thuê nó lần đầu. Cái rồi nó nghỉ luôn. Đủ mà y như là mình là người kết thúc đủ mà lay đồ nó vậy. Ok, phải cho con, phải cho em phải nghỉ. Cô gửi chưa? Kì chưa? Mẹ nó đang quay tin nhắn mà nó quay má ơi. Cho gửi mà dụ dỗ. Gửi qua gửi qua Discord nha. Nào cũng được. Đó. Trời rồi má tới công chuyện rồi. Mẹ má lời lời đánh giá của ông Tâm nha. Để xem. Tôi không biết gì hết nha. Có gì muốn nói hỏng là nói hỏng nha. Rồi.
Vũ hơi căng vị. Gì vậy? Tôi không biết gì nha. Tôi chỉ copy paste thôi đó. Tôi là tôi thấy rồi. Đang dán thiệt mà, đang dán thiệt. Anh nói đúng sự thật thôi chứ. Tôi không có nói dối. I know. Mẹ. Bảo sao con nghịch tắc không con nghĩ lại đùa. Không, hồi bữa nay chỉ là ảnh bạn thôi. Ủa sao em chơi của mình vậy? Không nha, tôi thấy thiệt nha. Hình thiệt chứ không phải hình mẹ nha. Vậy. Mấy người ăn cơm. Hình nó hình thiệt. Hình nó hình thiệt không phải hình mạng đâu. Thì cứ chối. Chạy đâu đâu mà chối. Nói gì nói dở. Trời ơi sao ai cũng follow mình hết vậy? Tại không lừa bay á. Ừ. Follow đâu? À có người không follow. Ta chết rồi, ngoái mà. Alo ạ? Vậy chi gọi hả? Anh đang đứng chỗ nào ấy? Em ở trong quán nét à? Em ở trong quán nét quán nào ấy? Đông. Đông. Xuống hầm nè. Anh lạng. Chết rồi. À, chết rồi. Dạ. Ê, chơi đầu anh. Ôi. Ép mà. Ở trong phòng 1 ạ. Ngay sáng em 1 á, nó nhảy tôi trên xuống nó bắn mình chứ. Trời ơi, giờ mà chạy qua. giết được có 1 à. Mà giờ team nó cũng đi rồi, nó còn có mình đó. À, thôi mọi người chơi nhá, em đi cả. Ok. Em đi về Hải Phòng rồi. Ồ, chị đang đâu? Ở Hà Nội đang ở Nội Bài, gần sân bay Nội Bài. Hết thiệt. Ủa, mọi người đám đông nhá, em ngủ ơn nhá. Ok, con. Em tới giờ về nhận đua luôn chứ. Gì, nhận đua luôn hả? Là sao? Không biết là bà đó đó. Là sao? Là nó nhận đua hoặc ao nha. Bà, tức là bà đợi máy bay hay sao á. À là bà kia hả? Mắt tưởng đâu nó bà tiếp quên rồi. Bà kia. Chàng mèo. Hả? À quên. Đầu á, tâm trí em giờ chỉ nhớ đến bé tiếp thôi. Ai yêu quá, ai nhớ. Nhớ mà, thịt mẹ lóc lâu quá, mẹ lóc gần một năm trời chưa gửi luôn vậy. Thằng này có súng rồi, cứu em. Bài post là 8 tháng 6 đúng không? Nó lóc em trước 1-2 ngày, mẹ gần 1 năm rồi còn gì nữa. Đã bao từng có gì? Tha cho người ta đi. Em có làm gì đâu mà tha, em chưa có làm gì nó luôn á. Lừa đảo, Lê Đức Anh. Còn lộn Vinh Kỳ. Gì trời? Ngon chưa? Ôn chi? Ôn làm gì? Bấm gì? Không, chê. Nè ra cu gì chơi? Mày sợ bắn với tao hư tay hả? À? Không. Chán á. Đợi tối còn có tâm trí đi bắn với khách đúng không? Đúng vậy. Vô đủ quá. Bắn chậm cả mà tối không bắn được luôn á. Nè đại ca thì chơi. Mày với con sợi y chang nhau, đủ má mà đủ gì cái đéo chơi.
Còn chơi Aram với chơi cái gì ta? Naga. Ừ. ADK, Aram chơi. Ai chơi ADK, tôi tạo server ADK nè. Ok. Ok ai? Vậy. Chơi ADK, tôi tạo server ADK nè. ARK là game gì? Ừ. Là bài game gì? Lồn, game sinh tồn. Là game gì vậy? Hả? Như game nó phải mua đúng không? Đúng rồi, nhưng mà rẻ rồi, mấy chục ngàn à. Mua ạc bên... bên ARK hả? Ừ. Có ai chơi nữa? Nhiều. Ôi chết mẹ, quên bay. Về ta đi cũng được. Tao có ạc mà. Tao như có hai ạc nữa. Về ta đi. Về ta phải làm server mệt lộn. Đủ má. Tao biết giờ cái chuột đủ má làm cái chuột lâu lắm không? Còn mua cái chuột, chuột mắc. Chuột giờ 7 triệu á. Oh my god. Chơi cái kế người ta. Mà làm cái chuột xong mày biết còn gì nữa không? Còn gì? Ta có team rồi. Oh my god. Rồi thôi cái cây... 128 slot nữa. Cái cây 128 slot là vãi cặp. Ê, có thằng gần nhà, nhà sát bên mình á nha anh Tâm. Anh thấy, anh thấy, anh thấy. Chưa rồi, chưa rồi. Bắn yếu rồi. Ai chạy về luôn. Ôi, đánh nóc. Ok, nó yếu vậy. Vãi. Nó giật vãi là cái cây. Bắn nó. Chưa bắn được. Chân bắn gì? Thấy không vậy nè. Ở kìa. Nói chưa vô chơi trầm cảm thì cái gì đâu. Chơi game á, game đúng game nhảy dù luôn. Chưa chơi Naraku đi. Chơi gì? Ê, ơ, 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 ơ. Đó, ném á, chấm hài ném á. Bà cứu tôi còn 0,01 giây bà buông tôi ra. Hết đạn rồi, còn 12 viên à. Đem, cái này đâu ra vậy? Đó đâu rồi? À. Như nó trên tầng. Ôi một xuống đất rồi. Trời được mẹ nó đang. Ủa, không phải người á. Đó đó, tem con này luôn nè. Ơ chết rồi. Thằng cái thằng bắn nó chết rồi. Tem 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 này. Trời ơi. Phải luôn. Em ấy nó trọ trên này cái em mà tự nhiên chị lên nóc lạ. Trên này có máu rồi. Thì đó, bởi vậy, em hỏi. Em có 5 phết nè. Ui. Nhà đối diện. Nó chìm vô đây mà đỏ. Ở đây nhìn thấy mình không ta? Ủa. Sao bị phá rồi? Nóc nè. Tẩy luôn. Có xe nè, lấy xe. Xe sẵn rồi. Đá nha, cũng như kêu em ăn cái. Tâm suối không mà. Bà bắn qua rần quá, ủ má mệt quá. Bắn vào rành gì? Gần gòn. Lấy không? Vô game trầm cảm quá nè. Thấy đó. À, game đầu mà trầm cảm quá. Thấy đó. Phá game nhảy dùng.
Má nhảy dù nãy giờ coi trong game à. Lúc TikTok em tắm. Mẹ em lắc quỷ lướt nhỉ. Giờ bắn qua bàn à. Đúng rồi. Vô bên rồi trầm cảm thêm. Đâu, không trầm cảm đâu. Qua bàn này còn đỡ đỡ được chứ. Giờ qua bển sấy không à. Bắn bữa đúng gì qua bển sấy không à. Giờ, giờ đó ngồi sấy à. Đúng rồi. Vừa chạy vừa bắn. Gì vậy ba? Này chị ai? Ngáp như vậy. Má anh sợ nó mua cây sấu. Cây súng đủ má mày xấu. Xấu, xấu đau xấu đớn luôn. Súng gì xấu? Ô đi gần. Súng phải... dây châu á biết không? Không biết. Giờ súng gì? Không biết cái tên. Không có bắn chung với ạc anh được không ta? Không. Tên bạc mới bắn được. Chỉ có bạc, sắt, đồng thì bắn chung được. Còn vàng thì không có chơi với đồng được. Quay lên luôn rồi. Bắn chó rớt nha. Bắn bờ la cũng có sao đâu. Bắn ạc hôm gì? Qua chó rớt nha. Chờ, ạc hôm gửi tên, tên em gửi trên đấy nha. Ạc hôm ta hay sao? Ạc em là tại vì để bắn tên hát đó. Em... hôm nay ai chưa có đùa? It's me. À không. Không biết kì mở bít lên chữ chết mẹ em. Đây đủ đỉ mẹ mày. Em chưa nói đùa cả ngày. Nguyên lộn. Em. Ủa tự nhiên tự. Thì người ta chưa có đùa, người ta nói chưa có đùa tự. Thôi mày ơi, xạo quá mày đùa đủ má. Mày từ 2 giờ đêm tới 5 giờ sáng. The fuck? No, 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 no. Oh, ừ. Mí bây giờ không có nữa. Trời mày mắc cái lòng này không mở máy đi. Cái chí. Không mở máy hả? Sắp mơ mày luôn, tí nữa mơ. Tí nữa nó mơ mày. Con trời nó đang học tiếng ấy á. Học tiếng chí. Khmer. Trời, đù má. Ủa mà cho em gửi tên trên ấy kìa anh. Nó bị điếng. Cát kìa. Con trai nó bị điếng. Ủa phải 7353 không ta? Ừ 7353. À người ta. Ủa nó ngủ từ lúc mấy giờ ấy? Má ngủ à. Tên gì gì? Thằng nào à? À Bill hả? Xe máy con là xe con gì? Xe con lồn xài đủ má nó ngủ dữ nữa. Vô game. Một chiếc di cu te rồi tiểu di thanh biêu biêu lần bộ à dạ sure. Yeah, beauty. Vô em chưa? Ở mình chờ. Hay. Trâu bự bự lắm. Rồi. Vừa khít luôn á. Đủ má một đống mặt bạc sắt đồng đủ mẹ tụi nó bắn lên hết rồi. Tụi nó đánh bóng đi khách lên hết luôn. Phải không cặp chứ. Lồn nó xây đôi em chị rồi cũng. Bởi giờ mà bạc với vàng ai mượn đâu dám cho đâu, để dụ như vậy tôi có thể thóc còn bắn được. Anh là anh có cọc viên. À,
em, mẹ đưa cho tụi nó bắn, tụi nó bắn chơi chơi, mẹ lên bạch kim ba, em kêu là mẹ đừng có bắn lên kim cương nha, để mẹ bắn hồi hồi sau để mẹ lên kim cương, em kêu được mẹ đi đánh xuống cho tao, để bắn lên kim cương. Rồi một đống mạc luôn. Tới giờ mấy con dế rồi đó. Là một ý chamber. À còn được anh mua không á? Tại kia nó bán hạt rẻ quá nên mua hết luôn, có như vậy anh mua hết luôn nó luôn. Ấy xong lên hết. Để có gì ạc chơi. Ạc bạc mà đủ má full tướng, em biết bán anh nhiêu không? Chưa xác nhận mail luôn. 30.000. Vãi. Thôi rẻ. Rẻ vãi. Mẹ bán biết bao nhiêu mới được full tướng thôi. Một đống mạc luôn. Giờ anh có hai hạt chính của anh. Nói chung là mà anh để ranh thấp là đủ má nó. Con bé kia nó bắn với bộ nó đủ má, giờ hạt lên accident 3, accident 1. Phải cái lồn. Anh đổi bát luôn. Quá mệt mỏi. Má gì nhiều lúc bắn mẹ đánh cao xong lên thì mẹ nó cứ thành chết mẹ. Tham chiên cái thằng bắn dưới chiêu chiêu còn đỡ hơn, vui vẻ. Mới lên cao bắn áp lực tới. Giờ là cái cạc có skin á, mình để anh hấp mình bắn. Còn mẹ này không có skin, mình hạt lên lên cao bình thường. Ai có series của skin không? Skin mà má hạt này nó phèn lắm, nó chưa nâng cấp. Ai đâu? Bay đi. Nè. Vãi con cặc. Skin Blood Dragon. Rồng đen. Hạt đào cũng tốt. Quy một màu đen tuyền luôn. Bị lần rồi nha. Đu lít này đéo anh chi nha, đu lít này lật nha. À, flash này. Ít cô cầm spy hay em yêu? Đây. Đây à. Wow. Đợi tí em heal cho, ba giây. Ok. Lăn kìa. 55. Đi bơi quá. Dính cái dao ấy ngu luôn. Đần luôn. À nó lăn luôn. Thấy độ bích kêu nó lại không? Fuck. Mà dính dao một cái năm đứa là đẩy liền. Thua skill người ta. Đúng rồi. Mà cái thanh minh em dở. Nhưng mà con dế sẽ lăn nhanh lắm nha. Ồ, phải lánh lỡ rồi. Got you. Rồi, xong cái lồ má nó. Ú là trời. Ê, spy để cho con Winman vô. Ê, nó mở cửa. Giả bộ ở đây đi.
Hàng ấy. Ê con. Mấy nữa. Má nó sợ bé che không à. Ok, ôm bé nó làm gì ấy? Nó bị lát à. 52 con đầu vàng. Má con ôm bé nó bị lát à. Rồi xong. 120 đéo chết rồi. Đủ. Á thủi con đầu vàng là nó chết à. Nó không ra. Má con Omen lướt ngang con Omen bên kia như một vị thần luôn mà. Mèo kẹp lăn cho. Từ rồi, cho nó ném dao. Đi về dao á. Mày bắn dao. Đấy. Có kêu trôi. Về nhá. Móc à? Đây đây bắt móc. Rồi đi về luôn. À, thịt mẹ nó. À, nó không kịp heal rồi nó đẩy ra luôn. Mà ghét cô ở bên. Hai trong sai ghét cô bên. Chết rồi, tôi tội đồ rồi. Còn lăng nè. Rồi ok, chạy về. Chạy về xe luôn nha. Ờ, về xe đặt luôn đi. Một bơi cuối. Ủa, không kịp. Đi bơi không? Hồi nãy kêu voi ở A thì mình đi bơi là đẹp. Quớt quớt à. Má giờ ngồi sấy à, bãi lồn chứ. Mèo em vậy mà, thấy con má ngồi sấy mà giết hết con đạn. Ôi. Bắn rồi, bắn cá. Reloading. Má, ghét cô 114. Sao chơi server à? Má server được chấp ngu vậy. Rồi sao? No way. Hết tiền. Giết kiểu dao nha. Hết tiền, hết bạc. Thật cho em được. Mẹ mùa giáp. Hết tàu, hết nhiệt. Mẹ con một anh đất chết. Và lát trước à. Ô men nó hay đi sờ. Này. Nice. Anh nhặt sao bay, lộn cái nhặt sao ợp, nó có hồi sinh. Có cắn nè. Ê xin lỗi nha, có cục slow nha. Dính con Ô men City này. Dạ thua. Cho bé xin miếng máu quá. Sao? Hai. I got you. Phá giao giùm anh nha. Ok.
anh nha. Ờ, có thể là cây. Mở cửa nè. Bơi. Chờ đủ. Yếu rồi đó. Thôi, giết giết lên. Cho xin máu quá. Ok. Dạ. Bé chụp mẹ trong sai luôn trời. Ôi. Dạ. Một con đầu viền ở bơi. Hầm. Nó yếu rồi đó. Mày có xài con. Ui ngồi. Má là gọc điểm quá. Anh drop đường 1 nè. Anh drop đường nào mèo. Giáp lớn rồi. Need a drop. Dạ. Thanks. À đó anh tưởng nó ở ngoài anh ít đụ má nó không độ mà. Thôi mất. Hết cái bài rồi. Má nó hụt hết luôn rồi. Bắn xe em cái. Flash cái lồ. Dính dính dính, flash dính. Hết heal nha. Heal anh. Hết heal, hết heal. Hết heal, hết heal. Thôi là hắn hay sao rồi. Trong cây vẫn vô được nha. Vô bách sai rồi. Cút rồi, cút rồi. À, biết ngay mà. À. Ở một bách sai nha, một ở đây nè. Dạ. Ông già hụt hết rồi, quả còn cật kìa kìa. Mình thấy à. Mua được. Lấy nữa hai xe anh sensor anh sensor bơi. Giờ từ cái này. À, đó. Dính thầy, dính cắn rồi. Con dép. Chết rồi. Ê, mắt tường lỗi rồi. Dính nha, dính dính. Nhìn nhìn. Một quả đó nữa, một quả nước nữa. Quả đó này. Bên phải. Một flank đúng không? Không nói cho ngoài đây luôn đó. Ờ, à, nước cuối luôn. Cái lò mày vậy? Hít đi. Chạy bắn rồi, chạy bắn rồi, chạy bắn rồi. Lâm. What the fuck? Lùi xuống. Bye bad, bye bad. Em đi về em lại bị súng quá.
nè, xanh nè. Bơi nè, đi bơi nè, đi bơi nè, đi bơi nè. Ok. Hai móc. Vô 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 bơi, vô bơi. Từ một hướng lại luôn cũng được. Một hầm nè. Ok, mang 68Z. Đây cuối nè. Đấy, đây nè, đây nè, đây nè. No. Má con ấy nó chạy ra, má spam má dính đầu nó mất cười rồi. Chạy ra chạy vô chết quèo. Má đang định nhặt nhọc cái vừa nhặt vừa spam cái má dính viên ngay đầu ạ. I have extra money if anyone needs. I need this. My thanks. Có hồi sinh nha. Mẹ từ từ mẹ vô. Bớt đi. Giả bộ mở cửa đi, giả bộ mở cửa đi. Trời ơi. Lỏ thiệt chứ. Một nước nữa nha. Giờ bê ghe sẵn rồi. Flash này. Ừ. Má thằng lộc kìa. Ok. Má cửa hai hai cuối luôn, hai ngoài luôn. Rồi. Đi đi đi, hết thầm. Má đang tính má vô cứu tầm cái mà đặt xong mở cửa. Đậy thôi. Mẹ ra cuối là mua đi. Ủa chưa tự ra nữa. Đồ Sakura chan. Sao tách sơ rồi. Kẹt lăng nha. Vô cắt nè. Rồi ơi. Này thì đi bờ lăng. Để giết nó hai lăng đó. Tiêu.
Đưa bắn đi, có hồi sinh. Mắc cỡ. Ôi chết mẹ. Đây đây nhìn nhìn. Về ai nha. Đi 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 đi. Một sơ. Nó ghét chết rồi. Nhìn nè. Kê 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 nhìn để cứu nè. Ok, má. Oh man, trên nè. Anh nhớ. Hello mọi người. Em gì 2K3 hả? Anh nhớ của bạn. Của bạn ơi. Phải luôn. Nhất cái đầu thiệt. Em gì 2K3. Em ta kiếm 2B em ấy đi ăn bún đậu hàng khay. Dạ dạ. Nói em đi đây nè. Em cũng nội thằng thầy không? Có xa không chị? Không biết nữa. Không biết nữa. My camera is destroyed. Heal anh cái. Ồ, bây giờ em heal là nó nghe. Ê, bây cắt. Bi, bi. Thôi quá còn đủ tiền thuê nè. Heal anh cái. Nhường anh luôn á má. Quay đó. Bimen, gặp luôn á. U là trời đất ơi. Em ra trước cho. Em đang yếu nè. Nó cầm gót nha. Bơi, si. Chị bơm gót đâu ta? À. Em vô trước nha. Đỡ em. Tôi... chị... làm ba đầu sướng không? Sướng. Bóp. Được mắt của em bị mù quá anh. Em sợ ba âm đại đó anh. Chứ em bị mù đó anh. Thì mẹ có cơ con có ghét cơ làm em mẹ phun sơn trong mẹ trong mặt em ạ. Mấy cái đánh giá người bị trí tuệ luôn. Dạ vậy. Xem tivi. Tôi chỉ muốn xem tivi. Mấy người non nớt nhưng anh không hiểu được đâu. Con đĩ mẹ nó. Xem tivi. Tivi 27 anh. Tivi hay là tivi? Tivi. Ơi. Mở cái này. Không bị với mẹ đó. Gì sao chị chửi em? Đâu, chị đâu có chửi cục vàng của chị đâu. Chị chửi em bị bất chửi vậy mẹ em. Có hả? Chị có chửi đĩ mẹ em hả? Có, chị bất chửi đĩ mẹ đó. Đâu. Có chết liền, có chết liền. Ờ kìa. Dí luôn. Camera take. Hai. Ủa cái đệt nó đâu đâu trong đó vậy? Này muốn chơi với bất kỳ khó gì lên chơi. Đâu, đang chơi nè. Cam mày đâu? Chạy bi nè.
Để em về sơ em chặn từ. Đang ấy. Ấy. Đang ấy. Anh em thủ dâm đây nha. Anh có đang chết không? Không. Chị chặn, có nghe tiếng thì em chặn tường. Trời, có tiếng xe nha. Này, đây cái đó. Này, gõ đầu con để con khóc á. Không bà cây. À, có bà nha. Con đây có. Gần chưa làm gì nữa đâu mà. Mà nay gõ đầu con để con khóc á. Ừ. Có tiếng bê kìa anh, về bê phụ anh ơi. Con cũng khóc á bà. Con cũng khóc á. Cộng một cờ tỷ phú. Nhận dạ. Cờ tỷ phú. Thôi Trần hỏi Trần. Hỏi gì đâu. Kem mày đâu hết chị. Hả? Chưa tới mỗi kem rồi, kem mày đâu. Nói gì vậy? Ủa mê. Này. You should run. Đây này. Chặt con đi hoài vậy. Chạy á. Má hoài anh ạ. Hùng tôi coi chưa. Thằng đó là mà nhiều lắm. Trai gái vậy. Mở kem lên. Hả? Mở kem lên. Coi nó hung rồi. Trời ơi, nó bắt đầu kẹt. Ngu. Trời ơi, ngu. Chuyện dáng. Để lên. Những mặt treo ác thì chắc liếc. Đủ nó liếc. Mèo 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 mèo. Gì vậy? Mèo 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 còn nghe không ấy. Xe. Xì lâu ra em, xì lâu ra. Ra rồi, rồi, qua xì lâu rồi. Hết đồ nha. Ấy còn một đó, còn một đó. Dạ dạ. Like you Omi. Ơ kìa. Đỉnh, đỉ mẹ nó móc. Má vãi trưởng à. Mấy lên. Hôn. Không có cái chị đó nó bình thường chị đó không cắn con nào quay gì vậy cha đi xe à chị đó không cắn con nào không sao đâu sao anh chặn đường em dễ tát vô rồi nha dễ tát gần rồi nha. Ồ vô sai luôn rồi, nhanh vô. Cha mẹ nó. Mấy đời bánh nút có thương. Mấy đời gì nghĩ mà thương con chồng. Yêu ơi nhìn con chồng mắc cười. Mày. Gần. Bay lên. Hôm nay thương mấy rồi. Bỏ mấy cái bàn. Ê bắn đồ nữa đi. Mày nhóc ác. Mày nhóc con. Cừu đĩa gì tiên.
Ô. Chết ít quá. hôm nay chơi diệt thần vẫn được nè. Nhè. Chù quá đã chơi diệt thần. Chậm rồi, chứ tôi tính gì tới. Xe. Nó bay vô kìa. Anh. Mèo hay chơi dịch không mèo? Dịch hả? Chơi mà chơi dở lắm má, tại do bị giết đầu tiên không mà mẹ. Không, má. Vậy mới còn những người như em á. Ba cá. Ba cá. Sao, được. Trời ơi, má bữa. Cộng bữa. Bữa vô chơi thích thê chơi má chơi đâu cũng cả ngày á, má vô mà thích 80% mà xong rồi chị em thân thiết với nhau mà chị má vô giết mình luôn mà giết mình đi thì lại cay. Nghe câu cờ bạc lắm của chị em không? Chị bán em, vậy bán em. Má hồi chưa chơi game dịch có thằng khi kìa má giọng hay vãi, má cứ chạy theo mình dễ thương. Thằng lồn hai ông ty luôn à. Dễ thương muốn xỉu. Làm sao mà lại có một người đáng yêu như vậy chứ nhỉ? Chết mẹ là dính cái mà... Hiểu kìa. Má nè, bị chọi mù cây nha. Mẹ nó. Không, mẹ nó mù. Má, 120 mẹ. 120 omen rồi kìa. Thôi bắn shotgun thôi, đụ quá không được. Kèo này không ổn quá. Xếp echo hả? Đây, ra này echo đi, không có tiền, không có đủ tiền mua gì à. Em không, em bay cố rau nữa thì rau sau echo. Sao bắt che cũng được. C không có ai à. Nữa nè, nữa nè. Giết được thật rồi. Nó trong cây hết rồi nha. Chịu. Ôi, trên ấy nữa. Oh.
Thằng kia mà không bắn phụ là nó chết mẹ rồi. Bắt được 3 súng. Nó để chặn tường coi nó. Smoke here. Kìa kìa, má, 40 vậy. Má, chỉ ăn nhảy xuống không kịp, ăn viên ớt à. Nhà đủ má chứ má nó chạy về nhà mình kìa. Thủ xe thua ghét trời. Em nằm bên A luôn đi em ăn nằm mà. Lồn xe phơ này đặt giáp ngu quá chứ. Cái giáp nó phá là đúng rồi. Giáp đừng có đặt một chỗ. Có nè. Nó phá, chưa làm gì luôn đã phá rồi. Đặt giáp ngu quá nó biết. Có đánh này. Ok. Yếu hết nhà 103 cây ôm. 100. Còn kêu cho trong cây nữa. Ây á. Hai. Đứng ngoài đó luôn. Ốp. Đứng ngoài đó. Phải giữ giữ đi, giữ đi, giữ đi. Ê nhìn bên phải nha. Nó thằng Cypher nó không nhìn bên phải à. Together. Đợi nhưng mà đừng đứng chỗ. Trời kia tôi bật cam cái đủ má tắt cam mất microphone con lồn. Lại chữ chữ ủa kêu rớt mà sao bắn nguyên luôn á. À lồn cầm con vest bắn cũng kinh quá nhờ. Lên con mẹ nó vàng hai luôn rồi. À khách phải không? Ừ. Thằng này của ổng danh chính thức là lanh danh đồng. Em lấy em bắn lên vàng 3 lần hồi mùa trước á. Cái xong ổng bắn lại phải xuống bạc. Xong em phải bắn lên vàng lại 3 lần cả. Đâu rồi này ổng nhắn em đừng có bắn anh đó nha. Bắn đang cao quá, ổng bắn không được kêu mùa. Sợ quá. Làm sao mà cản được. Ê để đỡ ạc để bắn ạc kia nó xuống đi. Công an xã rồi à. Có chức có quyền á. Mèo ơi. Dịp mẹ hả. Tự nhiên cái anh muốn làm server GTA 5 bự quá. GTA 5 thì sao thì anh nói cho anh làm đi. Anh làm kiểu dạng như là thu phí luôn á. Là sao mua bán tiền game á. Và tụi nó lấy tiền game đổi lại tiền mặt được luôn.
Hiểu không? Không, không hiểu. Ví dụ như tụi nó nạp 100 ngàn để lấy 1 triệu in game, em hiểu không? Ừ. Thì khi mà tụi nó đổi 1 triệu tiền game ra tiền mặt thì anh sẽ mất 40% phí. Vậy là anh lỗ hay lợi? Lợi. Lỗ hả? Lỗ. Lợi. Lợi à? Ừ. Mà có ai chọn ai chơi không đó? Mấy server mà kiểu mấy mới làm ra anh thấy cũng đâu có biết biết người. Server người ta năm hồi xưa anh làm thì anh không có lấy tiền. Là không lấy tiền sao lấy lại vốn? Ý là anh có Mạnh Hùng Quân. Ghê. Tháng 300-400 đô rồi. Thứ tiền tụi nó donate nữa. Nhớ vô game tao đi. Ý là khi tụi nó nạp vô 100 ngàn là sẽ có 1 triệu tiền game đúng không? Khi mà nó lấy 1 triệu tiền game để nó đổi ra tiền mặt á thì nó chỉ còn 600 ngàn. 60 ngàn. 60 ngàn, ừ. Là mình ăn 40% á. Ừ, về rồi rồi. Nhưng mà cái quan trọng không phải là cái vấn đề đó, mà cái vấn đề đó là chỉ vấn đề thu hút những thằng cày game thôi. Còn cái vấn đề quan trọng á là mình phải làm cái đồng tiền của mình ở trọng á sao cho nó hợp lý, em hiểu không? Cô em mua mấy cái đó. Đồ ăn, nước uống, đồ xe, đồ cái thứ á. Tiền trả tiền rác. Anh tính làm vậy à? Mà quá anh làm sẽ vợ kinh mệt quá. Làm hết nổi không? Phải có mấy người phụ. Cái hồi xưa cãi lộn nhiều quá anh cũng chán. Chán chơi. Cãi lộn nhiều vãi lộn. Tên mới. Cãi lộn nội bộ á. Nó chỉnh lại cái xem cái lồn gì cũng kiếm anh hết. Mới gửi tên mới. Mời mà. Thấy đâu. Tên mới. Tên mới. Ừ. Mời nãy giờ mà. Ủa sao nó bị lát rồi không thấy? Không có. Ừ không, không hiện luôn. Nè. Thằng ác quá ta. Thằng gì đâu mà sáo dính luôn. Mẹ có đâu, thấy gì đâu. Bây giờ mới thấy nè, mẹ kết bạn. À, Bạch Kim 3 hả? Này trai. Mùa trước Bạch Kim 3 bắn có một trận ranh cái xong cái nó xét tranh đó đó. Hay quá trời luôn. Từ từ để mời lại nhỏ kia. Ủa bị lát hả? Em thấy em đứng chung với anh nè. Ừ, ý là anh mời con bé kìa. Rồi. Chịu qua ganh đi.
Là gì cô ấy mà phải của tao. Gì vậy ta? Bắn ra xuống nha. Đừng bắn lên nha. Lùi cày bắt đầu bát quá trời. Đó. Để em cộng nha. À, anh bán game đó chơi. Rồi xong chưa? Đang đứng hả? Cái gì, cái gì, cái gì? Đang gì? Đang đứng. Đang đứng. Ờ, rõ ràng nghe. Cũng nói mọi lòng là đứng thật bị luôn á. Ơi. Sao? Cái gì coi? Vicky nãy giờ nó chửi mày quá trời luôn á xài. Ok, nhưng mà như hết hạn thì phải. Ê, ghét hết này lắm, mẹ. 100 ngàn. Ủa gì má vô mà mọi người má bích lóc dinh dữ vậy. Chưa vô game nữa. Ủa gì? Tao đang bán mặt mày mà ủa gì? Mọi người người ta không muốn. Ừ, thích sao? Vui. Quyền nó đéo chờ. Đã ngủ rồi. Cái này còn à. Sao anh không ngủ em? Trời ơi. Thôi, con mới nói cổ. Đúng rồi. Xin lỗi tụi bay, con đỉ mẹ tụi bay. Đồ mẹ có ai xin lỗi vậy không? Anh em con cặc. Tình nghĩa sao lông? Tình nghĩa sao lông? Trời má ơi, điếc lỗ tai luôn. Má xin. Má xin. Ủa giảm ở đâu vậy? Đi chỗ em. Đúng má nói. Má miêu mít luôn. Ủa sao? Ủa má miêu. Miêu mít biểu cảm sao vẫn nghe tiếng cười là sao? Chỉnh được mà. Chỉnh. À rồi 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 rồi. Cá lồn má. Ừ đúng rồi. Cá lồn mà nữ có lên nè. Mày tắt mic tắt phone mày record luôn nha. Nhà bà nữ. Có mà. Cá lồn má. Tập của chị em là gì? Có nhà bà nữ hả? Không phải. Đó là chị em. Cá lồn quá. Đúng rồi. À, mọi người muốn coi không? Có Linh nè. Kệ có Linh kìa. Nay mới stream phim này cho ra coi luôn. Cũng được người ta cho. Cá lồn má. Sao lâu vậy ta? Thằng nào bị lát không? Tụi nói cái phim Trấn Thành rửa tiền gì mà mẹ con lồn xài. Ê biết này, biết này ai ai bảo không bây giờ nó mày có đi mẹ. Ê nó tiếng Khmer đi xài. Sample content. Đĩ mẹ mày. Smoke down. Ủa? Này, này em có like được rồi nè anh Tâm. Vô thay nha. Ok, lập hai lỗ. Ôi. Trong smoke, trong smoke. Ra ngoài smoke. Rồi tele rồi. Tele. Một thằng tele. Ok. Nằm đây mà tele. Ok. Thằng nhà tắm, nhà tắm. Sai. Nhà tắm. Đang sai.
bạn muốn nói chuyện với Bi không? Nghĩ về em. Ta mất lại chỗ đó rồi. Chị em không cặp. Còn cô trong sai. Ai ai ai. Không may là do anh ngu. Ây. Ra nó quất cái bóp vô đầu chết quay. Cái gì vậy? TV luôn rồi. TV rồi. Sao Tiểu Di làm được? Mà Tiểu Di là ai vậy? Mấy fan này hay ngu lắm nè. Sao Tiểu Di làm được? Dạ. Như cái đầu cặc kìa không? Đầu cặc gì còn do? Man rồi quá. Thấy không? Sao? Bắn cung được mà, có cung từ, mà. Từ Tiểu Di rồi. Rồi, CT rồi. Scanning ahead. Ngu rồi. Ngu rồi. Ngu rồi. Chịu đủ má. Trời ơi trời. Má bị nhà tắm nó mất rồi. Thua là do các ông làm 4 không làm 5. Hay lưu là được rồi. Rõ ràng. My bad. Thôi. Dễ gì tâm dễ gì kích. Ước gì cũng có người cho mình 10.000. Tên giá 70.000 con đỉ mẹ mày. Má nghe cái đầu gì xin đánh giá 5.000 kìa. Mà đánh giá nó. Chị Di cho em cái đánh giá. Cho chị lại cái đánh giá. Dạ. Ai kìa. Tèm á, 60. Có ai thục mà như anh đâu anh Tâm. Đây. Ủa gì vậy? Revealing area. Ờ, bơm rớt ở đây. Ôi, má từ nhà luôn. Nhà mình. Ác thật ấy. Yeah. Ủa chị Vy đây làm đua hả? Ừ. Có nè. Smoke's down. Launching smoke. Vô sai rồi. Open up the sky. À, một bát sai. Out of charges. Có cái lửa. Bả, lửa sao dai vậy? Một bom. À, last low. Yếu. Launching smoke. Ngoài. Hi. Nice try, kid. Nice try, kid. That's why they put me in charge. Đúng rồi.